Xin chào các em học sinh lớp 6 đang học trực tuyến tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ngày hôm nay các em sẽ học chương 4, bài kỹ thuật chạy cự ly ngắn. Một la mã, ý nghĩa, tác dụng. Chạy là phương pháp di chuyển tự nhiên của con người, là hoạt động có chu kỳ, là dạng phổ biến nhất trong các bài tập thể lực của các môn thể thao. Chạy tốc độ được áp dụng từ thời Hy Lạp cổ đại, dùng để huấn luyện binh sĩ từ năm 776 trước công nguyên. Chạy ngắn giúp con người phát triển sự khéo léo, khả năng phối hợp vận động, mà đặc biệt là sức mạnh tốc độ. Đây là một nội dung để phát triển thể lực rất cần thiết cho các môn thể thao khác. Tập luyện chạy ngắn giúp cơ thể chúng ta thích nghi với hoạt động đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo, đặc biệt giúp cơ thể con người trở nên săn chắc, phát triển cân đối và toàn diện. Hai la mã, phân loại chạy cự ly ngắn. Chạy cự ly ngắn bao gồm các cự ly từ 20m cho đến 400m. Trong đó, các cự ly thi đấu chính thức tại các đại hội thể thao Olympic. Cự ly thứ nhất là 100m, cự ly thứ hai 200m, cự ly thứ ba 400m, cự ly thứ tư 4 x 100m tiếp sức nam nữ, cự ly thứ năm 4 x 400m tiếp sức nam và nữ. Ba la mã, các giai đoạn kỹ thuật chạy cự ly ngắn hay còn gọi là chạy nhanh. Chạy cự ly ngắn chúng ta có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, xuất phát. Ở xuất phát thì chúng ta có hai kỹ thuật, xuất phát cao và xuất phát thấp. Giai đoạn thứ hai, chạy lao. Giai đoạn thứ ba, chạy giữa quãng. Và giai đoạn thứ tư là về đích. Sau đây cô sẽ đi sâu vào phân tích từng giai đoạn kỹ thuật. Giai đoạn thứ nhất là xuất phát. Xuất phát thì chúng ta có xuất phát thấp và xuất phát cao. Cô sẽ giảng xuất phát cao trước. Chuẩn bị. Khi nghe lệnh vào chỗ, người chạy đứng thẳng, chân khỏe trước, sát sau vạch xuất phát. Chân sau, mũi chân cách gót, chân trước khoảng một bàn chân. Trọng tâm dùng đều vào hai chân, thân người thẳng, hai tay buông tự nhiên, mắt nhìn về trước. Động tác. Khi nghe lệnh sẵn sàng, khuỵu gối, trọng tâm dùng nhiều vào chân trước, thân trên ngã về trước, hai tay buông tự nhiên hoặc hơi co, một tay trước, một tay sau. Khi có lệnh chạy, bước nhanh chân sau về trước, đồng thời nâng thân, tay phối hợp tự nhiên. Tiếp theo, chân trước rời khỏi vạch xuất phát, sau đó chạy nhanh về trước. Khi chạy, cần đạp nửa bàn chân trên, chạm đất và tích cực đạp sau. Sau đây các em xem hình kỹ thuật xuất phát cao. Hình A là tư thế vào chỗ, hình B là tư thế sẵn sàng, và hình C là khi nghe động lệnh chạy, các em đạp nhanh chân ở phía sau ra trước để bắt đầu thực hiện động tác chạy. B, kỹ thuật xuất phát thấp. Trước tiên chúng ta phải biết cách đặt bàn đạp. Sau vạch xuất phát khoảng 1,5 bàn chân, hay còn gọi là một bàn chân rưỡi, thì các em sẽ đặt bàn đạp thứ nhất. Và khoảng cách 3 bàn so với vạch xuất phát là chúng ta đặt bàn đạp thứ hai. Khoảng cách giữa hai bàn đạp là 8 cho đến 10 cm. Các em xem hình số 4. Rồi các em xem hình 4. Vạch xuất phát là ở trên. Bàn đạp thứ nhất là cách vạch xuất phát một bàn chân rưỡi. Bàn đạp thứ hai cách vạch xuất phát 3 bàn, hay còn gọi là bàn đạp thứ hai cách bàn đạp thứ nhất là một bàn chân rưỡi. Khoảng cách giữa hai bàn đạp là các em thấy từ 10 cho đến 20 cm. Rồi góc độ bàn đạp trước là 45 cho đến 50 độ. Góc độ bàn đạp sau là 75 cho đến 80 độ. Khi nghe lệnh vào chỗ, người chạy đứng vào trước bàn đạp, hai tay chống về phía trước, đặt chân vào bàn đạp sau rồi đến bàn đạp trước, quỳ gối chân sau, thu tay vào vạch xuất phát rộng hơn vai, ngón cái mở rộng hướng vào trong, bốn ngón kia khép lại, ngón cái và ngón trỏ chạm đất, vai nhô về phía trước, lưng hơi khom, đầu thả lỏng tự nhiên,
mắt nhìn thẳng khoảng 1.5 m, thở sâu và ngồi chờ lệnh ở hình 5A. Các em xem hình 5A. Hình 5A là tư thế xuất phát thấp. Các em thấy ở hình 5A, hai cái ngón tay, ngón cái hướng ra bẻ ngang và bốn ngón kia khép lại. Chúng ta chạm đất bằng ngón cái và ngón trỏ. Hai khoảng cách hai bàn tay là rộng hơn vai một tí. Rồi, đây là hình A, vai chúng ta hơi nhô ra khỏi vạch xuất phát một tí. Hình B là hình sẵn sàng. Khi nghe hiệu lệnh sẵn sàng, từ từ nâng mông lên. Khi cao hơn vai thì dừng lại. Sức nặng toàn thân lúc này dồn vào hai cánh tay. Thở bình thường vài lần rồi nín thở lại, chờ lệnh. Khi nghe hiệu lệnh chạy thì các em nhanh chóng đạp mạnh chân vào bàn đạp để lao người về trước. Hai tay đánh mạnh ra trước và phía sau theo chiều ngược lại đối với chân. Bước đầu tiên dài khoảng 0.8 cho đến 1 m là vừa. Ở hình thứ B, các em xem hình B. Giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chạy lao sau khi xuất phát. Sau khi rời bàn đạp, các em cố gắng nhấc cao đùi, tiếp đất bằng nửa bàn chân, tay đánh mạnh. Cố gắng tăng nhanh tần số chạy, thân người cũng dần dần thẳng lên để chuyển sang giai đoạn chạy giữa quãng. Các em xem hình 6. Người tư thế của chúng ta bắt đầu rời khỏi bàn đạp và người lao về phía trước. Lúc này góc độ người so với mặt đất hơi nhỏ. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn chạy giữa quãng. Lúc này khi các em vừa kết thúc giai đoạn chạy lao thì chúng ta sẽ bước vào giai đoạn chạy giữa quãng. Lúc này các em tiếp tục nâng cao đùi, tăng tần số bước chạy. Hai tay đánh lăn tự nhiên theo trục vai, thân ngã về trước khoảng 70 cho đến 85 độ so với mặt đất. Cố gắng duy trì tốc độ để về đích thở càng ít càng tốt. Các em nhìn hình số 6. Lúc này cơ thể của chúng ta đã cao hơn khoảng 75 cho đến 80 độ so với mặt đất và chúng ta cần phải tăng tốc độ, tăng tần số bước chạy để chúng ta có thành tích tốt trong quá trình chúng ta chạy. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn chạy về đích. Khi cách đích 1 đến 2 mét, chân đã sau đập mạnh, gập nhanh hơn về trước, ưỡn ngực, đầu thẳng. Sau khi chạm vào đích, người trở về tư thế cũ, tiếp tục chạy từ 5 cho đến 7 bước nữa rồi giảm tốc độ và dừng lại. Các em xem hình số 7, hình vận động viên chúng ta đang về đích. Cái vạch chấm chấm ở phía trước, đây là vạch đích. Khi các em chạy về đích thì các em cần ưỡn ngực ra phía trước, đầu thẳng và cố gắng chạy với tốc độ nhanh qua vạch đích. Sau khi qua vạch đích xong rồi, các em dừng lại, giảm tốc độ và dừng lại. Các em không nên dừng lại đột ngột nha. Nếu mà dừng lại đột ngột thì chúng ta sẽ dễ bị choáng và có thể là bị ngất. Bốn La Mã kỷ lục chạy cự ly ngắn trên thế giới. Kỷ lục chạy 100 m nam thế giới hiện nay là 9:58 của vận động viên Usain Bolt người Jamaica năm 2009. 100 m nữ là 10:49 sao của Joyner, vận động viên người Mỹ lập từ năm 1988 đến nay. Ở 200 m nam thế giới hiện nay là 19:19 của vận động viên Usain Bolt người Jamaica lập năm 2009. 200 m nữ là 21:34 của vận động viên Joyner người Mỹ lập từ năm 1988 đến nay. Kỷ lục chạy 400 m nam thế giới hiện nay là 43:03 của vận động viên Wander van Neker người Nam Phi lập năm 2016. 400 m nữ là 47:60 của vận động viên Rita Cox Cộng hòa Dân chủ Đức lập từ năm 1985 đến nay. Còn ở Việt Nam chúng ta hiện nay, người giữ kỷ lục chạy 100 m
Nam hiện nay là 10 giây 47 của vận động viên Nguyễn Văn Huynh, quân đội. 100m nữ là 11 giây 34 của vận động viên Vũ Thị Hương, người An Giang. Kỷ lục chạy 200m ở Nam Việt Nam là 21 giây 27 của vận động viên Nguyễn Thanh Hải, người Nghệ An. 200m nữ là 23 giây 37 của vận động viên Vũ Thị Hương, An Giang. Kỷ lục chạy 400m của Việt Nam hiện nay, nam là 47 giây 46 của vận động viên Quách Từ Phố, người Hưng Yên. 400m nữ là 51 giây 83 của vận động viên Nguyễn Thị Tĩnh, người Hà Nội. Năm La Mã, phần củng cố bài. Các em vừa được nghe cô giảng phần kỹ thuật chạy cự ly ngắn cũng như là thành tích của vận động viên lập kỷ lục của thế giới cũng như ở Việt Nam. Sau đây là phần củng cố bài. Các em hãy ghi câu hỏi và trả lời các câu hỏi sau vào các tờ giấy kiểm tra. Rồi khi các em đi học lại, các em sẽ nộp lại cho cô. Và bài này cô sẽ lấy vào một cột điểm kiểm tra hệ số 1. Rồi, câu hỏi số 1. Kỹ thuật chạy cự ly ngắn có mấy giai đoạn? Kể tên. Câu hỏi thứ 2. Có mấy kiểu xuất phát? Hãy nêu các khẩu lệnh của giai đoạn xuất phát. 3. Ở nước ta, vận động viên nam và nữ nào đang giữ kỷ lục chạy 100m, thành tích bao nhiêu giây? Các em nhớ là làm bài và khi đi học lại các em nộp lại cho cô nhé. Phần 6 La Mã là bài tập về nhà hay còn gọi là bài tập tại nhà. Cũng giống như lần giảng trước, cô cũng đã giao bài tập về nhà thì lần bài giảng ngày hôm nay các em chỉ học lý thuyết nhưng các em vẫn phải tập các bài tập thực hành bổ trợ để khi các em quay lại học thì chúng ta có thể tiếp thu nhanh hơn để cô chạy những cái bài tiếp theo. Động tác thứ nhất, chạy bước nhỏ, chạy nâng câu đùi, chạy gót chậm mông tại chỗ liên tục. Mỗi động tác thực hiện cho cô 20 cái trên hai chân. Đổi qua động tác khác, thực hiện cho cô 3 lần, sau mỗi lần chạy nghỉ 1 phút. Động tác thứ hai là các em tập tại chỗ đánh tay cho cô 3 lần, mỗi lần 20 cái. Sau mỗi lần đánh tay các em nghỉ cho cô 10 giây. Động tác thứ ba là các em tập cho cô động tác bật xa tại chỗ, thực hiện cho cô 5 lần. Động tác thứ tư là chạy đà, chậm 3 cho đến 5 bước, các em nhảy tiếp đất bằng hai chân và thực hiện cho cô 3 lần. Động tác thứ năm là chạy bền trên địa hình tự nhiên. Thì ở những cái bài giảng trước cô đã thấy cái bài chạy bền bằng bài nhảy dây. Do đó các em nhảy dây cho cô 2 lần, mỗi lần 1 phút. Và sau mỗi lần nhảy 1 phút thì các em nghỉ cho cô 1 phút. Hoặc là cho đến khi hết mệt rồi các em nhảy tiếp cho cô ở lần nhảy thứ 2. Như vậy bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt nhé.